Xin chào bà con ha, chào mừng quý bà con đã trở lại với kênh YouTube của cửa hàng đầu tư nông nghiệp Ba Siêu chi nhánh Bình Tân, Vĩnh Long và Lai Dung, Đồng Tháp. Đây tôi có tất cả các giải pháp trên cây ăn trái ha, rau màu và trên lúa. Thì mọi thắc mắc thì bà con cứ liên hệ tới cửa hàng đầu tư nông nghiệp Ba Siêu chi nhánh Bình Tân, Vĩnh Long và Lai Dung, Đồng Tháp để được hỗ trợ tư vấn sử dụng các cái dòng thuốc và giao hàng trên toàn quốc nha quý bà con nha. Đó, thì cái chủ đề hôm nay là cái chủ đề về khuẩn ha. Thì tại sao khuẩn là một trong những cái chủ đề mà ít ai làm ha? Thì các cái dòng khuẩn ở trên thị trường ha, thì đây là nhiều cái dòng khuẩn trên thị trường, nhiều cái gốc thuốc đó. Thì cái ưu điểm và cái nhược điểm của dòng khuẩn là gì ha, hoặc chắc là gì, giá thành nó bao nhiêu ha, liều lượng nó sử dụng ra sao, thì em sẽ giải thích ha ngay sau đây ha. Đầu tiên thì về cái khuẩn gói ha, thì cái đợt đầu tiên khuẩn gói thì nó sẽ có hàng Ytratot ha, thành phần của nó là oxy tetraxylin ha, hygoxit hydrochloride ha, và cái chất tomycin sulfide. Đối với cái hàng Ytratot này nồng độ nó rất là cao, 900 SB, một gói nó 30g, sử dụng dùm em từ 100 cho tới 200 lít nước. Cái đặc trưng của các dòng khuẩn nó là gì? Nó vừa đặc trị vi khuẩn mà nó lại vừa quản lý được cái con nấm cho quý bà con luôn. Nhưng cái nhược điểm lớn nhất của các cái dòng khuẩn trị bệnh hay là gì? Cái tính kháng thuốc rất là cao ha. Giống như con vi khuẩn hoặc con nấm, nó giống như con người mình ha. Khi mà sử dụng qua một số cái dòng kháng sinh thì nó sẽ có cái cơ chế kháng thuốc, do là nó sẽ sao chép được cái mã đó, và nó sẽ làm vô hiệu hóa cái mã đó, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng các cái nấm bệnh kháng thuốc. Thì khi mà sử dụng các cái gốc kháng sinh, quý bà con nên lưu ý là sẽ luân phiên thay đổi các cái nhóm bột chất, tránh trùng lập để mà tăng cái hiệu quả phòng trừ ha. Thì mọi chi tiết có thắc mắc thì con cứ liên hệ tới cửa hàng đầu tư nông nghiệp Passive chi nhánh Bình Tân, Vĩnh Long và Lai Dung, Đồng Tháp sẽ được tư vấn hiểu rõ trước khi mua hàng ha. Thì đầu tiên đó là giới thiệu cho quý bà con là cái Ytratot 900 SB, thành phần của nó là oxy tetraxylin và hygrochloride và cái hàng chất tomycin sulfide. Gói này sử dụng từ 100 tới 200 lít nước, quản lý được cái bạc lá, chế bìa lá lúa, héo xanh, héo rũ ha. Một gói 30g sử dụng cho 200 lít nước ha. Nhưng mà nồng độ mà cao thì một gói cho 100 lít. Đó. Hàng này của Winco, được nhập khẩu phân phối hay mà còn ha. Giá của nó là 97.000 một gói. Cái thứ hai đó là cái Santosin Ronobon 40%. Thì đối với hàng Santosin này, bà con sử dụng một gói cho một bình 25 lít, gói 18g cho bình 25 lít, giá hiện tại là 20.000. Đây là những cái dòng khuẩn mà bà con có thể luân phiên thay đổi nè. Cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba là cái map Bluetooth ha, nó chứa hai thành phần. Cái thành phần đầu tiên là cái ozocinic acid, đó là 100g, và cái chất tomycin sulfide 25g. Thì đối với cái thằng ozocinic acid, linic acid, thì cái thành phần này nó nằm trong cái gói Stainer ha. Nó nằm trong gói Stainer, nhưng mà là cái hàng map Bluetooth này có thêm cái hoạt chất là chất tomycin sulfide. Một gói sử dụng từ 200 ngừa thì 200, trị thì 100 ha. Thì với con nào có xài thì nhắn tin em, giá có là 76.000 ha. Ozolinic acid và cái chất tomycin sulfide, quản lý được cái nấm bệnh ha. Thì đối với cái hàng vi khuẩn, nó có ưu điểm là nó quản lý luôn được cái nấm, nhưng nó sẽ có cái tính kháng thuốc cao, nên bà con xài nhớ là luân phiên thay đổi ha. Map Bluetooth 76.000 ha. Tiếp theo là cái một cái dòng khuẩn nó chứa đa hoạt chất. Đầu tiên là cái Nigamicin 5g trên ký. Cái thứ hai là cái Polysin 11g trên ký, và cái Cetomycin sulfide nó cũng là 5g trên ký. Thì đối với cái thằng siêu trừ nóng khuẩn này ha, một gói nó là 250g, sử dụng từ 200 lít nước, giá cũng là 80.000 cho một phi 200 lít. Quý bà con có thể sử dụng trong cái giai đoạn rửa bông ha, và trị các cái dòng thối trái ha. Trị thì 150 tới 200, còn ngừa thì 200 lít nước theo cả hàng, ngừa 200, chị thì là mình nâng liều nó lên, thì nó sẽ quản lý được cái nấm rất là hiệu quả ha. Kể cả các cái dòng này.
chị thì quý bà con cứ năng liệu lên để mà tăng cái hiệu lực phòng trừ các bà con ha. À, thì tiếp theo cái dòng này khá là quen thuộc rồi, bà con hay sử dụng để đánh cháy lá. Hàng này chuẩn của Sumitomo Nhật Bản, Validamycin, thành phần của nó là Validamycin A 50g trên lít. Chai này một chai sử dụng cho 200 lít nước, giá là 62.000. Để quản lý cái nấm thối cháy cũng được ha, mình phối vô, hoặc là quản lý được cái cháy bìa lá, hoặc là cái cháy lá ha. Tiếp theo là cao su Nhật Footmin 20SC, hàng này dạng sữa, thành phần của nó cũng là Kawamycin 20g trên lít, dạng sữa ha bà con ha. Đó, thì bà con có thể sử dụng để mà làm chất nền, để phối ha. Đó, 50.000 cho một chai, sử dụng một phi 200 lít. Tiếp theo là Kasumin, thành phần của nó cũng là Kawamycin 2%, đó, giá của nó cũng 50.000, một chai sử dụng 200 và vừa đến 400 lít nước. Mình bổ sung để mà mình đánh cái nấm, cái khuẩn nó diệt nhanh, diệt gọn ha. Nhưng mà cái bà con khi mà con xài, lưu ý là nhớ là phải lưng khuyên các cái vật chất thuốc ha. Đây là những cái dòng mà phổ biến. Tiếp theo là những cái dòng mà hơi đắt tiền hơn tí, chứa cái vật chất sinh học và hoặc là các nồng độ cao ha. Đầu tiên đó là gì? Agilite hợp chí. Đây là một trong những cái sản phẩm chứa các cái dòng sinh học được ly chích trong quá trình lên men, ví dụ như acrobic acid, citric acid và lactic acid. Thì đối với hàng Agilite này, một chai 200ml sử dụng dùm em 200 lít nước, 200ml 200 lít nước, giá của nó là 130.000. Sau cái hàng Agilite thì nó là cái hàng khuẩn ABN, thành phần của nó là Nigamycin ha, Nigamycin 80g trên lít ha, bổ sung ion 3 cộng, hiệu quả cực kỳ cao, giá của nó là 135.000. Sử dụng 200 lít nước để đánh cháy lá, kháng thư và gì, và khuẩn, rất là hiệu quả ha. Khuẩn ATB, thành phần của nó cũng là Nigamycin ha, Nigamycin 80g trên lít, một chai cũng là 135.000 ha, cho 200 lít nước, bà con có thể sử dụng luân phiên thay đổi ha bà con ha. Tiếp theo là bạc lá ha, thành phần của nó là salicylic acid ha, thành phần của nó là salicylic acid 50SC 50g trên lít ha, giá của nó là 210.000, sử dụng từ 200 tới 400 lít nước. Đối với lúa thì có thể sử dụng 1 hecta ha, 1 hecta cho 2 máy bay ha. Tiếp theo là cái ta super, thành phần của nó là Kagugamycin và cái polyoxin ha. Thì đối với hàng ta super, giá của nó là 165.000, sử dụng dùm em 1 hecta. Đối với các dòng này, quý bà con có thể sử dụng cái công nghệ DON ha, công nghệ máy bay không người lái, có thể sử dụng phó thuốc để mà quản lý các cái nấm bệnh và cái vết bệnh nhanh, hiệu quả. Đó, thì đây là những cái dòng khuẩn mà khá là nổi tiếng trên thị trường, nó chứa các cái gốc, ví dụ như Validamycin ha, Kawamycin ha, Streptomycin sulfide, hoặc là Ocinic acid, hoặc là Gobunol, hoặc là Oxytetra Tetracycline Hygrochloride, hoặc là các cái dòng sinh học ha, ví dụ như là Acrobic acid, acid lactic và acid citric. Đó, các cái dòng này thì bà con có thể sử dụng dùng để rửa bông ha, rửa bông sầu riêng và quản lý được cái thối cháy, quản lý được cái cháy lá ha. Thì khi mà cái gốc khuẩn thì nó tác động rất là nhanh ha, trừ nhanh diệt gọn. Thì bà con nào có nhu cầu về cái mặt kỹ thuật, tư vấn về các cái sản phẩm mà chứa các cái gốc khuẩn này, thì bà con có thể liên hệ tới cửa hàng để mà chúng em theo dõi ha, đưa ra cái liệu trình bà con xài nó hợp lý, hiệu quả cao ha. Ví dụ bà con có thể sử dụng rửa bông, thì bà con có thể sử dụng cái hàng siêu trình ống khuẩn nồng gói cho 200 lít, hoặc là bà con có thể sử dụng cái hàng mát Bluetooth một gói cho 200 lít để mà rửa bông, hoặc là bà con có thể sử dụng cái hàng Echatot một gói 200 lít. Hàng này là một trong những cái sản phẩm mà nổi tiếng của Vinco, đặc trị cái héo xanh ha, héo bông, khô bông trên sầu riêng rất là hiệu quả. Đối với cái thằng Echatot này một gói thì bà con có thể sử dụng cho một phi 200, bà con bỏ vô. Thì đối với cái thằng Vinco Echatot này thì đây là một trong những cái dòng chứa cái men vi sinh khuẩn sống ha, thì nó sẽ tác động mạnh ha, tác động mạnh lưu dẫn kéo dài. Thì bà con nào có cần thì cứ liên hệ đối với em thì em sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật về trên cây ăn trái, rau màu và lúa. Đó, thì em sẽ hỗ trợ cho quý bà con từ A tới Z
ha, từ các cái nhóm thuốc, các gốc thuốc, các cái phần bón lá và thuốc dưỡng, đậu trái ha. Rồi cứ lời kính chào bà con ha. Chúc bà con có một vụ mùa bội thu trong cái niên vụ sầu riêng này. Nếu như bà con có cần hoặc là thắc mắc về các cái vấn đề gì thì bà con cứ liên hệ tới hệ nhà tư nông nghiệp Ba Siêu, chi nhánh Bình Tân, Vĩnh Long và Lợi Dung, Đồng Tháp, thì tụi em sẽ hỗ trợ tư vấn và hiểu rõ cho quý bà con ha. Cứ lời kính chào bà con, hẹn bà con ở các clip tiếp theo của cái hàng. Chào bà con.